Khác với nhiều tỉnh thành khác, Thành phố Hồ Chí Minh đang có mức sinh thấp. Để giải quyết thực trạng này, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết về chính sách dân số và phát triển tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2021-2025, trong đó có đề xuất đáng chú ý là giảm toàn bộ viện phí khi sinh con thứ hai. Đề xuất cụ thể là thực hiện giảm toàn bộ viện phí sinh con lần thứ hai đối với các trường hợp có hộ khẩu ở Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp các gói ưu tiên hỗ trợ vay, mua hoặc thuê nhà xã hội đối với các cặp vợ chồng đã sinh đủ hai con có hộ khẩu Thành phố Hồ Chí Minh, miễn giảm chi phí giáo dục cho trẻ em dưới 10 tuổi. Ngoài ra, đề xuất bổ sung thêm chi phí bán trú, ăn trưa cho học sinh. Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổng tỷ suất sinh của thành phố năm 2018 là 1,33 con, hiện ở mức thấp nhất so với mức sinh thay thế của cả nước là 2,1 con. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang được xếp trong nhóm 17 tỉnh thành phố ở khu vực phía Nam có mức sinh thấp, tác động mạnh đến cơ cấu dân số thành phố trong tương lai. Tỷ lệ người trẻ và người trong độ tuổi lao động ngày càng giảm, trong khi tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng, càng làm gia tăng tốc độ già hóa dân số. Có nhiều nguyên nhân là mức sinh sẽ tiếp tục giảm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như áp lực của cuộc sống và công việc, xu hướng kết hôn muộn, sinh con muộn, sinh ít con và không muốn sinh con ngày càng gia tăng. Việc nuôi dạy chăm sóc con cái hiện cần nhiều chi phí về ăn uống, học hành, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, dẫn đến tâm lý sợ tốn kém.